mình làm mẹ lúc nào phải nâng đỡ cho con á, giúp cho con được. Chứ bản thân không cần bằng, không cần bản thân đâu. Không cần ăn uống, không cần đâu, miếng mua ăn tối ngày hoài vậy đó. Quyết 8.000 gì thì anh có nhận xét như thế nào không anh? Nói chung là ok, với thời giá bây giờ là khó khăn mà như vậy thì nó ổn định cho, thứ nhất là cái dân du lịch nó cũng vui, mà cái dân mà nói chung là bình dân đồ, dân lao động thì nó cũng vừa túi tiền nhau. Năm nay cô 70 tuổi rồi đó con ơi. Dạ. Ráng làm tiếp con, phụ con quán này của con đó. Dạ. Này cô bỏ hành vô hả? Cái này bỏ hành rồi con. Dạ, lịch sao để không hành? Không hành nha. Không hành không được. Rồi rồi. Bây giờ khách đang hành không được tí mình. Cái cháo thì nhiều khi hành với gừng ăn vô ngon lắm. Dạ, nó phải đầy đủ cho người ta mới được, người ta không ăn là người ta kêu. Chứ nó họ không có mùi vị đó là nó không có được thơm tho. Dạ. Gạo cũng vậy, nó bắt gan bắt phải bầm gừng để trong gạo á. Dạ. Chứ không phải mà gan không gạo không đâu. Gan gạo mà phải bầm gừng như đó luôn hả? Ừ. Dạ. Rồi gan chung vậy hoài, hoài chừng nào gạo vàng là gừng mới vàng. Dạ. Mới bắt nước sôi lên mới nóng. Dạ. Nó mới ngon mùi cháo này chứ đâu phải tự nhiên gạo trắng mà để vô nấu đâu. Dạ. Nó mới khác mùi hơn của người ta. Dạ. Nó làm cho cái cháo mình thơm hơn. Hả? Thì... Rồi bắt đầu có con sắc hành á, con phi thêm nữa. Dạ. Sắc hành á, hành tươi mình á. Dạ. Là con phi thêm mà mẹ vừa vàng đổ vô cháo nữa. Dạ. Bởi vì cái nồi cháo của ngoại thơm quá thơm. Thì đúng rồi, người ta ăn một lần người ta phải biết mùi vị chứ đâu, đâu. Bán mà người ta đi rồi là đâu có là gần không con? Không luôn. Bởi vì con thấy thơm thơm cái mùi. Đó vậy thôi, cái cách nấu của mình nó khác hơn người ta nó. Dạ. Rồi cái con đập củ hành nè, hành tím á. Dạ. Con để vô nước nữa. Dạ. Đập bữa tô tô vậy nè. Đập hành tím đó là để vô nước cháo không? Để vô nước cháo đó con. Con đập dập dập để vô. Dạ. Chứ đâu phải mà con nấu cái gạo không mà được đâu. Dạ. Nó phải đủ mùi vị nó mới thơm vậy nè. Dạ. Thơm mà cảm nhận như là một có sự gì khác biệt so với... Thì đó. Dạ. Một cái mùi vị nó khác. Gừng rồi củ hành rồi lại hành phi. Dạ. Nó vừa thơm vừa nồng á. Dạ. Hay có gừng là phải nó gan nó vàng nó mới thơm. Dạ. Con trộn chung với gạo á. Dạ. Một khi con nấu đám cho người ta ăn con cũng phải vậy đó. Dạ. Ngoại chia sẻ bữa nay là tắt tần tật luôn rồi. Dạ. Chia sẻ ngày qua đó có chú đó. Có chú ở An Giang á. Dạ. Cũng lại quay đó, quay rồi hôm qua này vô tiếng là có lên Facebook rồi đó. Dạ. Bữa nay con quay nữa. Dạ. Rồi mày lấy con sống cho con. Con thiếu gì là thiếu giá lấy giá thêm ha. Những quán cháo ngon gì đó là tụi con phải cập nhật lên để cho khách hàng biết. Lấy gì ngoài 25.000. Quý vị nào có đi ngang thành phố Sa Đéc á. Bây giờ đường Nguyễn Sinh Sắc đó quý vị. Cùng ghé đủ ngoài ngoại nha. Ở đây là con bán ha, rau thoải mái cho cô bác ta ăn. Yeah. Mùi vị nó phải đầy đủ. Yeah. Đi gần nó 20.000 chứ nó xứng đáng đồng tiền cho cô bác ta ăn. Rồi có 40 cảm ơn con nha. Bởi vì con biết sao, đi gần mình bán nó có 20.000 thôi. Nhưng mà nó cô bác ta ăn nó đầy đủ với người ta, vừa ý người ta đến ăn nhiều. Yeah. Giúp mình không cần lời nhiều con. Yeah. Nhưng mà mình phải làm rất là ngon. Yeah. Chứ ham mình lời nhiều đi. Một thời gian nào cái mình bị xuống. Dạ. Nó không có tốt cho cái bản thân mình. Còn mình làm cái gì cũng ngon, gì cũng ngon hết. Dạ. Rồi á là vừa rẻ luôn. Nhưng mình ăn nó bền. Hiểu không? Dạ. Con? Tức là ngoại chỉ lấy số tiền lợi ít thôi. Là ít thôi. Chứ tôi cháu của ngoại là nếu mà so sánh ra là phải 25-30 là 30.000. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì quá nhiều đồ. Đầy đủ hết, rau, ớt, đồ hành, tiêu, đồ đầy đủ hết. Rồi trong cái món nấu đó ha là phải 5 mùi vị. Một á là gừng, gan. Dạ. 2 củ hành, 3 hành phi. Dạ. 4 là huyết của mình á, phải luộc. Dạ. Luộc nước bỏ nước đỏ rồi nước máu á. Dạ. Thả qua nồi.
Dạ, sao phải luộc nước máu bỏ ngoài. Còn cái huyết người ta cho nó còn cũng như là cái dạng hồi con mua nó còn tươi. Dạ. Con phải bắt nước sôi ra. Dạ. Con luộc rồi bắt đầu con để lên cái gỗ gáo nó để qua nồi cháo. Dạ. Còn nó ngon. Là nó sạch đó ngoài ha. Ừ, nó sạch mà nó vừa dạ. Ngon nữa. Ngon. Nó dạ. Không cục huyết nó săn nó không bị bể. Dạ. Thì đương nhiên cái nồi cháo con lúc nào nó phải trong hoài. Dạ. Còn cục huyết nó bể bấy nhạy ra nha ha. Thì đương nhiên nó đục nó không ngon. Dạ. Con này có múc cục nào còn nguyên cục này nào nghe mình thấy. Dạ. Tại hồi kia con luộc rồi. Con thấy là cái cục huyết của mình là con thấy là rất là nó dai nó ngon. Ừ. Dạ, mà ăn này nó dai. Còn của người ta nấu á con biết sao không? Nó bở yếu mà nó gã. Nó không bị bể trong cái nồi cháo không ạ? Ừ, nó còn chút 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 vậy không không ngon. Dạ. Không phải nói với con ơi. Nhiều khi người ta đám dỗ đám cưới đồ đó. Dạ. Cái người ta hỏi bà chứ nấu cách thức nồi cháo để cho ta đãi cách đêm á. Dạ. Bà vẫn chỉ như thường. Dạ. Mình không làm hiểm thôi. Chết không mang theo đâu. Dạ. Mình vẫn chỉ rất gà đàng hoàng cho người ta. Khi mà người ta nấu đám xong rồi người ta vỗ dai cảm ơn bác nha. Dạ. Ngon lắm, con nấu theo cách của bác dạy. Lòng này con đem về đâu phải ra đâu. Con bắt nước sôi lên con luộc. Dạ. Con chà muối chanh vô. Luộc xong hết rồi bắt đầu ha. Xả nước lạnh lại rồi con để trên cái xề cho nó ráo. Dạ. Nó ráo xong bắt đầu bắt nước sôi lên. Nước sôi bựng 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 lên. Bắt đầu đổ gạo rang, hồi nãy mình rang gạo đó. Dạ. Vô bắt đầu cho nó sôi lên cái thả lòng qua. Dạ. À, trong khi lòng con làm chín làm xong hết sạch mới để qua nha. Dạ. Con luộc nước máu, con luộc nước rồi bỏ hết. Rửa chanh muối hết. Dạ. Con tẩy hết rồi xong bắt đầu để lên cái xề gỗ cao vậy nè. Cho nó nhiễu nước cho rõ, khô hết rồi bỏ vào nồi cháo. Dạ. Sôi bựng 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 lên con đứng con vớt bọt hoài. Không ngừng tay nha. Dạ. Khi nào mà hết bọt rồi con múc. Rửa tô nước này đổ vô. Đổ vô cái nó nguội đó cái dưới nó bừng lên nữa. Vớt nữa. Dạ. Vớt nữa hồi cái bắt đầu thấy hết bọt rồi xong đổ vô ca nước chừng nào mà không còn bọt là thôi nguyên lại. Ở vậy nè con ăn cái hơi nước cháo không đâu có bị tanh. Dạ. Nó ngon vậy đó. Dạ. Hồi ngày xưa đó bà bảy đứa con nè. Dạ. Bà đi làm ở trên quán 587 Bình Thới á. Bình Thới á quán đường Minh Phụng á. Dạ. Bà đứng nấu ăn 6 năm. Dạ. Cái bà học cái cách của bà chủ gì chỉ á. Dạ. Mình lớn tuổi nhưng mà mình học theo của bà làm á. Cái về sau này bà về nấu ăn đám cưới đám giỗ bà nấu món gì cũng biết nấu hết luôn. Còn cái cháo lòng này mà bác cũng nấu nhưng mà con bác nó thấy bác nấu cái cách vậy đó rồi giờ tự nó ra làm chủ lên đó. Dạ. Yeah. Tức là ngoại truyền nghề lại cho ảnh hay sao mà? Không phải truyền nghề nhưng mà trong khi trong mình nấu trong nhà cho con nó ăn đó. Dạ. Yeah. Rồi nó thấy mình làm như vậy đó bây giờ nó ra nó làm. Chứ ngoại không có truyền. Ngoại có là gọi là có lên ý kiến để cho ảnh mở một cái bánh cháo cái gì? À cái cháo này là tự tay con nó mở ra. Dạ. Yeah. Chứ còn... mở ra luôn. Ừ, tự nó mở luôn, nó làm luôn. Ảnh như... có gia đình chưa anh? Có gia đình mà bị vợ bỏ rồi. Dạ. Rồi bây giờ có con nhỏ này nó thấy giỏi quá nó theo luôn. Dạ. Nhỏ này lỡ thời. Dạ. Mới theo đâu đây nè 10 bữa nay à. Dạ. Còn lúc trước giờ là năm mấy 2 năm mà nó sống cô đơn nó buồn lắm. Dạ. Rồi bà mới thấy vậy bà mới về ở với con chia sẻ với con làm khi nào mà con nó có cái niềm vui rồi. Dạ. Mình trở về nhà mình bà làm cho con chứ không phải quán của bà. Dạ. Rồi con cho tiền xài ví dụ vậy đó. Dạ. Ngoại được mấy người con rồi? 7 người con 4 trai 3 gái. Trời, bà gái. Anh này là Úc chưa Úc. Dạ. Ngoại ngoại ở với anh Úc. Ờ. Rồi không có ở riêng một mình mà trừ từ lúc mà vợ anh đi rồi đó, bác mới về chia sẻ với con. Dạ. Cũng như là cũng có tình thương mẹ đặng cho con nó ngoan ngoai một lúc nào. Rồi bây giờ nó có tình thương mới rồi. Dạ. Bác cũng xin định là đi nơi khác lặng là lập bác bán mà đồ của riêng của bác. Bác dạ. Còn hai đứa cháu ngoại bù coi nữa. Tội nghiệp nó lắm, đứa 12 tuổi, 13 tuổi, đứa 16 tuổi. Dạ. Hiện bây giờ nó ở dưới nhà. Dạ. Cũng như ngoại không ở với nút luôn, không con cái cho vui ngoại. Tại vì đi, sao mà nên đi buồn á. Có hai đứa cháu. Còn hai đứa cháu ngoại. Ừ, phải bảo bọc nó đến cùng, hồi đó mới đẻ tới giờ đó. Nuôi năm nay 16 năm rồi. Rồi ba má có chồng có vợ khác. Vậy không ạ? Dạ. Rồi vậy là mẹ của cháu của cháu ngoại của ở Sài Gòn á. Ở Sài Gòn. Lập gia đình ở Sài Gòn á. Dạ, bây giờ là hai đứa cháu phải buộc phải sống với bà ngoại. Rồi sống bà ngoại hồi mới hồi nhỏ tới giờ mới đẻ tới giờ. Giờ bà ngoại là phải buộc phải là gánh thêm hai đứa cháu nữa. Rồi đó. Lớn chưa ngoại, hai cháu ngoại của một đứa 16 tuổi, một đứa 13 tuổi. Dạ. Giỏi lắm. Dạ. Vậy thì ngoại cũng đỡ lo. Con biết không, bây giờ hiện bây giờ á đang học á, rồi bà ngoại không có đủ tiền khả năng cho cháu học nữa, nó cho nó nghỉ đó. Dạ. Nó học thì giỏi lắm. Rồi bây giờ nó đi tiếp quán ăn nha. Như nó tiếp ở đây nè. Rồi hổm gài á, cậu nó có như có mè, có vợ ghế á. Lợi quét dọn rồi, làm ra cho nó nghỉ rồi. Dạ. Tội nghiệp nó lắm.
giờ bác cũng tính định là một lúc nào đây bác cũng về chợ mở quán bán lợi, bác cũng có quán nữa. Dạ. Và bác có bàn ghế đầy đủ chưa nè. Dạ. Nhưng mà nhiều khi bác dẹp nó để đó đi, để qua cái lúc con mình nó buồn là tiếp giúp nó. Dạ. Mà khi nó có niềm vui rồi mình nó chở quay về. Dạ. Mình làm mẹ còn phải vớt con lên. Dạ. Mày đi như vậy thì ảnh buồn không? Thì nó có niềm vui rồi, nó có vợ rồi thì được. Dạ. Rồi. Dạ. Tức là ngoại lo cho ảnh mà có niềm vui rồi ngoại. Ừ ngoại đúng rồi. Đi. Mày phải đi đặng ngoại lo cuộc sống cho hai đứa cháu con đó. Ờ, con vô nãy giờ lâu chưa? Tao ngoại đợi. Dạ. Tại đợi bạn nữa. Vậy hả? Tại một tội nghiệp không cái thằng đó nó quay Facebook con á. Hôm qua giờ hai người quay rồi. Nặng nề lắm, bây giờ còn hai đứa cháu. Năm nay bà 70 tuổi rồi cũng còn khổ đó. Con biết làm con người á, mình bỏ con không được chứ con bỏ mình được, hiểu không con? Dạ. Nó có cái nỗi buồn rồi mình phải chia sẻ với con. Một khi nó có niềm vui rồi thì mình quay về nhà lại. Phân sẵn vậy đó con, cho nó đủ điều, cho nó không thiếu, không không nhiều không ít, con phải đếm. Dạ. Con mà múc cho con liền hay là đợi? Lấy cái gỗ rau đó con, không được ngon bằng gỗ rau này nè. Đó, cái này nó ngon à. Con một bịch hả anh trai? Cháo thì là 2 đựng bún. Rồi, để ngoài để đầy đủ cho con. Gì con? Có con. Rồi. Ê mày đem dĩa bún mới dùm ngoại coi.
con đem với bún ngoài ngoài làm cho con. Này con quên ngoài ngoài con. Với bà bằng chó hả? Ừ bằng chú kia con. Vô nước mắm cho cháu. Khoan để ngoại vô miếng nước mắm cho con, nãy giờ làm không kịp thôi. Ngoại về nhà ở là nhà ở đâu ngoại? Ở dưới đường tắt theo dạc đi vô ruộng đó con. Vô trong ruộng đồng chứ. Ừ, trong đồng trống đó con. Hồi đó giờ bà ở trống không à. Dạ. Rồi sáng ngày cái bà lại đi xe đạp ra lên chợ bà buôn bán trên chợ xe đét á. Dạ. Từ lúc con em con nó vậy là nó rồi bác mới về đó ở đây là năm mấy rồi. Dạ. Chứ đó bác bán đồ gãy. Dạ. Chăm bốn con nữa hả con? 2.400. 2.400 nữa. Trong đồng là với hai đứa cháu ngoại không anh? Hai đứa cháu ngoại con. Dạ. Yeah. Rồi sau này ảnh ngoại ra tiếp. Ờ ra tiếp con của ngoại là anh Út á. Ờ. Ảnh là mở quán cháo ở đây nè. Quán cháo này là của ảnh. Ngoại ra ngoại tiếp. Tại vì ảnh này theo ngoại chia sẻ đó là ảnh cũng hơi buồn nên ngoại ra ngoại hữu hỷ cho ảnh vui. Vui với lại tiếp phụ bán với con nè. Dạ. Yeah. Chứ làm cái nghề này nó cực lắm con. Dạ. Yeah. Có giờ á nói tiếng có con chứ tự lật mình lên nè. Dạ. Buồn sẻ chia gì cũng một mình, không có ai nâng đỡ ngoại chứ. Rồi bây giờ á lớn tuổi rồi thấy con mình nó như vậy á, phải lo tiếp cho con chứ không cần gì hết á. Dụ như con nó cho tiền thì xài, không cho là thôi. Làm mẹ lúc nào mà con biết không, mình cũng nung đút cho con, nâng đỡ con chứ mình làm mẹ mà đâu có bỏ con, đâu có ám hại con được. Dạ. Thấy ngoại chia sẻ nỗi lòng của ngoại rất là thương con cái. Dạ. Chia sẻ cho ngoại gửi rồi. Rồi con cứ để đi lấy cái ghế nè, kê thêm lại cho lưng ngon đâu giờ khách đâu ngồi. Cho bà tiền lẻ đi, nó đi chợ rồi. Tiền đâu còn thối vậy? Cô có 500 không cho bà đổi thôi cô. Làm ơn thôi con. Không có. Thank you.
chén quế của anh khách nè quý vị, anh gọi một chén đây chào quý vị. Dạ chào quý vị khán giả nha. Dạ cho em hỏi là anh là người địa phương ở thành phố Sa Đéc luôn ha? Không, anh là dân sạch thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà xuống đây cũng như đi du lịch á, biết ở đây ngon cho nên ghé đây ăn. Dạ anh là khách du lịch nên biết ở đây quán bán cháo ngon nên ghé ăn. Quyết đặc biệt là quyết chưng ngon. Dạ ở đây thì em thấy anh kêu gọi một chén quyết à, cái quyết chưng của quán ở đây là anh thích nhất là cái điểm nào trong cái đặc trưng của nó là cái nóng lúc nào hấp cũng nóng cái. Dạ. Thứ nhất, cái thứ hai là ăn nó dai mà chất lượng nó là chất lượng thật chứ không ăn cái này mình phải có rau. Dạ tràn vô nó mới thơm ngon được. Dạ đó, ăn cái mình cặp cặp vô vậy à. Dạ. Đó ăn đúng không? Dạ 8k là mình lại mình thưởng thức một chén quyết là uy tín luôn rồi. Ngon lắm, này no là... luôn á. Dạ cái này no luôn á, kiểu dân mà dân du lịch mà thành phố là ăn no. Dạ rồi dân quê thì mình làm tô cháo với chén quyết này thì thôi ứ hự luôn rồi. Dạ ở trong là có thịt thà đàng hoàng nha em, chứ không phải quyết công nha. Ở trong là có bằm thịt đồ đàng hoàng nha, chế biến còn ngon lành nha. Dạ có niêm gia vị hết à? Dạ. Gia vị vừa đủ ăn. Dạ.